Ok, chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và trong cái ngày hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ một phần nhỏ của việc chúng ta mua laser IAG. Có những cái thông số quan trọng nào ảnh hưởng đến trong cái quá trình chúng ta sử dụng máy laser IAG. Đấy đúng không? Đầu tiên là khi mua máy laser IAG chúng ta cần phải kiểm tra những cái thông số nào. Đấy. Thì các bạn cần phải kiểm tra ba thông số như sau. Đó là khi chúng ta kiểm tra xem máy đã được bảo hành bao nhiêu xung. Đấy. Vì sao như thế? Vì nay hiện nay trên thị trường ấy có những cái máy nó bảo hành là 300 nghìn xung. Có máy nó bảo hành là 1 triệu xung, cũng có máy nó bảo hành là 10 triệu xung, vân vân. Thì điều này nó cho biết tuổi thọ của máy. Cũng như là dựa vào đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái phương pháp bắn phù hợp. Phương pháp bắn phù hợp, bắn laser phù hợp. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta kiểm tra năng lượng của máy. Kiểm tra năng lượng của máy. Thông thường với mỗi máy ấy, thì mỗi hãng sẽ đặt ra một cái mức năng lượng khác nhau. Cái hệ quy chiếu nó cũng khác nhau. Dẫn đến là việc chúng ta sẽ khó khó trong cái việc chúng ta so sánh. Và trên quan điểm của những gì mà tôi được được học ấy thì chúng ta sẽ quan tâm đến điểm cuối lâm sàng để chúng ta test máy. Đấy. Đó là những cái điểm năng lượng làm bạc bạc lông của cái bề mặt da. Ví dụ như máy có năng lượng là 600 cho đến 1.600 mJ thì sẽ có năng lượng để làm bạc lông là 900 mJ đúng không? Còn máy mà có năng lượng là 100 cho đến 1.000 mJ thì sẽ có năng lượng làm bạc lông là 200 mJ. Đấy. Như vậy thì cái máy mà 1.000 mJ ấy, nó sẽ tốt hơn so với cái máy là 1.600 mJ đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra cái yếu tố cuối cùng, đó là chúng ta kiểm tra chọn lọc màu của máy, chọn lọc màu của máy. Đấy. Bởi vì việc chúng ta chọn lọc màu của máy ấy, càng tốt thì cái khả năng điều trị nó càng càng cao. Và chúng ta kiểm tra bằng cách là test thử trên một cái tờ giấy màu màu đen. Nếu máy mà đã bắn bắn hình tốt ấy, thì nó sẽ tạo ra cái hình vòng tròn và nó đều màu. Còn ngược lại, nếu mà cái vòng tròn nó vỡ hoặc là méo hoặc là không đều thì nó chứng tỏ mật độ năng lượng tại cái điểm bắn laser đó, nó không đều. Vậy thì có những cái thông số nào quan trọng trong cái quá trình sử dụng máy laser IAG để điều trị? Đó là có bốn thông số như sau: bước sóng này, năng lượng này, tần số này, đấy, và một cái nữa là voltage. Thì đây là tôi sẽ nêu lần lượt từng cái nhé. Đấy, đầu tiên là bước sóng, thì chúng ta cần phải chọn đúng bước sóng, giống như việc chẩn đoán đúng cái bệnh vậy. Đấy. Nếu mà chúng ta sai bước sóng thì các thao tác sau đều không có tác dụng. Ví dụ như là bước sóng 632 nanomet thì có tác dụng xử lý những bệnh nằm nông trên bề mặt da như là cái vết bớt chẳng hạn, đấy, vết đồi mồi chẳng hạn. Còn bước sóng mà 1064 nanomet thì nó sẽ xử lý các bệnh ở vị trí sâu hơn, ví dụ như là ở vị trí trung bì hoặc là các bệnh như là nám nám chân chân sâu chẳng hạn, đấy. Cái yếu tố thứ hai đó là năng lượng. Năng lượng của laser thì nó phụ thuộc vào điểm điểm cuối lâm sàng cũng như màu sắc và thời gian giữa giữa hai lần điều trị của khách hàng. Đấy. Lưu ý trên máy trên cái màn hình máy ấy, thì có đơn vị là millijoule là cái năng lượng tổng của máy, là cái năng lượng tổng của máy. Đấy. Còn thông số khi mà chúng ta điều trị ấy, là millijoule trên 1 cm vuông là mật độ năng lượng thực trên bề mặt da của khách hàng. Cái yếu tố thứ ba đó là tần số, tức là cái số lần mà chúng ta bắn ra trong trong 1 giây. Tần số thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là năng lượng bắn ra và sự thành thạo của người sử dụng máy laser. Thứ nhất, năng lượng càng cao thì ta cần phải đặt tần số càng thấp. Vì nếu mà ở tần số cao mà năng lượng cao bắn ra lên da sẽ gây ra một cái sự tổn thương lớn cho
cho da đúng không? Sẽ gây cái tổn thương lớn cho da và có thể gây tai biến. Cái thứ hai đó là nếu người sử dụng máy chưa có kinh nghiệm thì tần số thấp sẽ an toàn hơn. Khi mà thành thạo thì sẽ tăng lên tần số cao và sẽ xử lý nhanh hơn. Cái vấn đề cuối cùng đó là Bollinger, tức là cái thông số này là có ý nghĩa là cái kích thước của điểm bắn ra đấy. Đối với laser thì trục khuỷu Bollinger, Bollinger đấy thì khoảng từ 2 đến 10. Nhưng mà chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước của cái vùng tổn thương đó sao cho nó phù hợp. Ví dụ như tàn nhang thì có kích thước là 2 đến đến 3 mm, thì chúng ta chọn là Bollinger là 3. Còn nám da thì chúng ta sẽ chọn là 5 năm. Trẻ hóa da thì chúng ta sẽ chọn là 10. Đấy, như thế là chúng ta vừa vừa tìm hiểu xong cái việc mà mua laser IAG cần kiểm tra những cái gì này, có những cái thông số nào quan trọng này, đấy, và ý nghĩa từng thông thông số đó này. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học ngày hôm nay tại đây nhé.